Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tất cả những ai có những căn bệnh trong thân thể, bạn đứng tại chỗ giơ cao tay của mình, đặt tay vào chỗ đau của mình ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah, Đức Thánh Linh ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con không biết bệnh của họ, con không biết bệnh tật của họ ra làm sao, và cũng không biết được sự chữa lành đến với họ như thế nào, nhưng Ngài biết được họ. Đức Thánh Linh ơi, Ngài mang sự chữa lành bởi lần đòn Chúa Giêsu Christ tới cho từng con người mà tìm kiếm Ngài giờ phút này, bởi vì Ngài nói rằng ai xin thì được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa Ngài, Ngài sẽ mở cửa sự chữa lành tới với họ ngay bây giờ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta nói với tà linh bệnh tật, ngươi hãy lui ra khỏi những con người này. Sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu Christ, sự chữa lành trên bệnh đau đầu, sự chữa lành trên tất cả mọi ôn dịch, sự chữa lành trên bệnh nôn thốc nôn tháo trong danh Chúa Giêsu Christ. Bệnh tiểu đường, bệnh có mỡ ở trong máu, bệnh huyết áp cao, đau lưng trong danh Chúa Giêsu Christ, hãy lui trong danh Chúa Giêsu Christ. Ta bẻ gãy tất cả mọi chương trình bẩn thỉu của ngươi đang bủa vây con cái Chúa tại đây. Ta nói sự sức dầu siêu nhiên bởi lần đòn của Ngài, bởi vì ngay bây giờ thân Chúa ở trên ta, Ngài sức dầu cho ta để giảng tin lành cho kẻ nghèo. Sự giàu có tới, linh của sự nghèo đói hãy lui ra khỏi những con người này. Công ăn việc làm tới với dân sự của Chúa, giấy tờ được khai thông, không có một sự bế tắc nào. Hỡi kẻ cắp, người phải trả lại năm nay cho dân sự 7 lần hơn những điều gì mà người đã ăn cắp. Hỡi Satan, hãy trả lại 7 lần hơn tài sản mà người đã ăn cắp trong năm vừa qua từ những con người này. Sự giàu có tới trên họ, thần của Chúa ngự trên ta, Ngài sức giàu cho ta để cho kẻ mù được sáng mắt, kẻ điếc được nghe, kẻ tù được giải phóng, kẻ hà hiếp được tự do, và công bố năm nay là năm lành của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài, sự chữa lành trên thân thể của chúng con. Chúng con tôn cao danh của Ngài. Hallelujah. Bạn ơi, chúng ta chiến thắng ma quỷ nhờ huyết của chiên con và nhờ lời làm chứng từ miệng chúng ta ra. Bạn ơi, tôi ước ao sẽ có một những buổi nhóm nó kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ mà không hề thấy mệt. Nó có thể cả phòng này chật cứng người. Tôi sợ cuối năm nay phòng này không đủ chỗ cho chúng ta ngồi nữa. Xin mời bà. Tôi xin. Chị cứ tự nhiên, đừng hồi hộp quá. Có chuyện gì xảy ra nào, đi vào thẳng vấn đề luôn. Thưa mục sư, thưa tôi cầm cả hộ chị. Chị. Anh chị em. Dạ, tôi cầm hộ chị. Hội thánh. Tôi đến hội thánh là 1 năm. Và hôm nay trong người tôi rất là lúc mục sư cầu nguyện và tôi tức ngực lắm, tôi rất là tức ở chỗ này. Và khi các cháu thanh thiếu niên lên và mục sư có cầu nguyện cho thế hệ trẻ của Việt Nam, và tôi khóc rất là nhiều, và tôi nhớ đến con trai tôi ở nhà, cháu Đức đã đến 2 lần nhưng đã dạo này lâu rồi không đến, và tôi muốn cho tất cả các cháu thanh thiếu niên Việt Nam đều đến được để cho Chúa ban phước và Chúa dạy dỗ và con cái chúng ta. Đấy là cái điều mà các người mẹ, người bố đều mong mỏi. Amen. Và tôi được Chúa giải phóng tôi rất là nhiều bệnh tật, thưa anh chị em. Và hôm nay có ngày để tôi làm chứng, tôi dâng vinh hiển cho Chúa. Tôi được Chúa giải phóng cho tôi 6-7 bệnh trong người đấy. Và tôi đi đến đâu tôi cũng muốn là theo trưởng lão Vượng để đi truyền giảng trong đầu. Theo trưởng lão Vượng đi truyền giảng cho anh em và tất cả cứu được những người Việt Nam trong dân tộc chúng ta. Muốn truyền giảng tốt thì phải dù phải cả tiếng trên Nam, cả ở châu Âu rồi là Berlin để cứu người Việt Nam. Tôi cảm ơn. Và bây giờ ngực chị không còn tức nữa. Và không. Hãy vô tay cảm tạ đi cô trời. Nhớ là giữ micro gần miệng thì người ta mới nghe thấy. Nào chúc ban phước cho chị. Nào xin mời. Hallelujah, cảm tạ Chúa. Sáng ngày hôm nay trước khi đi nhà thờ thì tôi ngủ dậy và tôi rất đau cái thắt lưng này, tôi đau lắm ấy. Tôi bảo không biết có khi mình phải uống thuốc rồi mới đi nhà thờ. Sau đó tôi cũng không uống, tôi chỉ uống cà phê và tôi đi nhà thờ. Khi mà mục sư giảng ai có lan đề bệnh tật gì, và tôi đã đặt tay lên cái lưng của tôi lúc mục sư cầu nguyện, và tôi thấy đầu tôi tan vỡ lòng ra và tôi khóc, và tôi và giờ đây là cái lưng của tôi đã hết đau, không còn đau nữa. Hallelujah, tôi cảm tạ Chúa. Từ xem sao. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Chúc ban phước cho chị.
tôi là một người phải nói thật là tôi không biết cầu nguyện đâu, và tôi rất là lười biếng cầu nguyện. Nói thật sự tôi rất là ít tương giao với Chúa nói riêng, và với tất cả mọi người, kể cả người chồng của tôi cũng vậy. Tôi rất là ít nói chuyện với ảnh và cũng không có cầu nguyện gì nhiều đâu, tôi nói thật. Nhưng mà ngày hôm nay thì mục sư cầu nguyện trong những cái nan đề. Điều thứ nhất, nan đề về bệnh tật. Và tôi là một người bệnh đau bao tử rất là nặng. Tôi bao tử, tôi viêm loét rất là nặng. Và hầu như ngày nào tôi cũng phải uống thuốc. Ngày hôm nay, sáng nay, đêm qua tôi nói chuyện với một người bạn gái của tôi rất là khuya, đến hơn 3 giờ sáng tôi mới đi ngủ, mới về và đi ngủ. Thì sáng nay dậy cũng mệt mỏi và quên mất không uống thuốc. Đến đây thì tôi bắt đầu lại đang đau, rất là đau bao tử. Thì lúc mục sư nói mọi người giơ tay cầu nguyện và đặt tay lên chỗ đau của mình, và tôi cũng đã mạnh dạn, tôi đặt tay, tôi nghĩ là trong đầu là thử coi có được không. Thật sự tôi tin Chúa, nhưng mà tôi, cái đức tin của tôi nó rất là yếu đuối, tôi phải khẳng định là như vậy. Và tôi đã thử, tôi đặt tay lên cầu nguyện và tôi cảm giác được cái bao tử tôi lúc này nó giống như nó muốn bể ra vậy, nó muốn vỡ tung ra. Nhưng mà sau đó thì bây giờ tôi rất là bình an và bao tử tôi hoàn toàn hết đau luôn. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Bà chị có thể tiếp tục cảm tạ Chúa và về kiểm tra lại bác sĩ, và sau đó sẽ mang giấy tới để chứng minh rằng hoàn toàn sự thật là như vậy. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cần một sự giúp cầm micro không? Dạ có. Ok. Cứ tự nhiên. Lúc mà mục sư gọi ai mà có cái sự tổn thương người khác làm cho mình buồn đó, thì là mọi người, mục sư gọi thì em thấy hai cô Phương ngồi đầu giơ tay, mà em nghĩ là em đã cầu nguyện rồi. Thì là mình cũng cầu nguyện với Chúa, mình tha thứ cho người ta rồi, nhưng mà em không giơ tay, hai tay cứ nắm chặt như thế này. Và lúc đó cũng bình thường thôi, nhưng mà xong mục sư bảo là Đức Thánh Linh đến và hành động trên con người của mình đó. Thì lúc đó có một sức nóng ở từ trong bụng và ở sau. Nó giống như mục sư nói là bây giờ Đức Thánh Linh sẽ lấy đi cái đó ở trong người mình ra ngoài. Thì cảm giác nó giống như từ trong đây nó ấy ra. Rút ra. Dạ. Mà lúc mục sư bảo là mọi người lên đây làm chứng đó. Thì em cũng ngại lên đây lắm, không có muốn lên đây. Dạ, và bây giờ lên rồi. Dạ. Thắng rồi. Mà nói rằng tôi đã được giải phóng rồi. Dạ. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúa ban phước. Mục sư muốn để cho ma quỷ nó biết và nó không quay trở lại nữa. Nó không quay trở lại nữa bởi vì nó đã bị đuổi ra rồi, nó không về nữa. Amen. Amen. Và sau này có thể đi chữa lành, cầu nguyện chữa lành cho người khác nữa. Tôi xin làm chứng về cái sự chữa lành của Chúa đến với tôi. Thì tôi đã hơn một tuần nay rồi tôi bị ốm, cái linh của sự đau đầu rồi thì ho rất là nhiều. À dạ. Và chính vì vậy mà Chủ nhật tuần trước tôi không thể đến để thờ phượng Chúa cùng anh chị em được. Thì suốt cả một tuần vừa rồi thì là tôi rất là mệt mỏi. Cái sự đau yếu này tôi rất mệt mỏi, tôi đã phải nghỉ làm, tôi báo nghỉ làm đi bác sĩ rồi mọi người. Yeah. Vẫn cứ nói chung là con người nó không được khỏe mạnh và thoải mái. Nó giống như chiếc xe ô tô cũ đấy ha, đi đâu hỏng hỏng hỏng. Thì chắc là cũng là cái xe nó cũng nát nát rồi. Dạ yeah, nát rồi. Không những cũ mà còn nát nữa. Thì sáng hôm nay người thì tôi cũng vẫn chưa được ổn định. Nói chung là vẫn còn mệt lắm, nhưng mà sáng ngủ dậy tôi bảo phải đến để thờ phượng Chúa chứ không thể ở nhà được. Thế là hôm nay đến đây với Chúa, tôi sau khi cầu được mục sư cầu nguyện rồi thì hát thờ phượng Chúa, tôi cảm thấy rất là vui mừng. Tôi rất là hành động trước cái sự hành động của Đức Chúa Trời. Và bây giờ đau không còn đau nữa. Tôi bây giờ thực sự là tôi mọi bệnh tật tôi cảm thấy rằng tôi không còn cái gì trong bệnh tật ở trong cơ thể. Yeah. Anh chị em có vui không? Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa, mặc dù bị phá vỡ cái chương trình ngày hôm nay, nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời là đấng mà hay hơn. Khi tôi và bạn nói rằng Chúa hãy tể trị hoàn toàn, mà nếu mà Ngài làm việc thì chúng ta bắt buộc phải đi sang bên. Amen. Amen. Chúa dẫn dắt chúng ta. Và nếu như Chúa dẫn dắt theo cách này, như chúng ta đã chuẩn bị tại nhà, thì chúng ta đi theo. Còn nếu Chúa dẫn đường khác, chúng ta cùng nhau đi đường khác. Amen. Chúa là đấng quan trọng. Chúa biết được nhu cầu, Chúa biết được điều gì bạn cần ngày hôm nay. Amen. Amen. Ok, như vậy là bài giảng hôm nay ban kỹ thuật không thể bật được bởi vì nó chuyển sang hệ khác rồi. Trong Kinh Thánh sách Esai, câu rất là quan trọng.
Mà tôi hy vọng một ngày gần đây sẽ cho anh chị em xem một cái đoạn hoạt hình về câu chuyện con chim đại bàng. Sách Ê-sai đặc biệt dành cho những con người vừa lên đây làm chứng cũng như những người đang ngồi phía dưới kia, đừng có buồn khi bạn chưa nhận được những điều gì mà Chúa đã hứa cho bạn. Tôi xin đọc cho anh chị em nghe sách Ê-sai 40 này. Lời Chúa nói rằng, câu 12: Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy găng tay mà đo các tầng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi, và dùng thăng bằng mà cân gò? Ai lường được thần của Đức Chúa Trời, và làm mưu sĩ Ngài đặng dạy Ngài điều gì? Lời Chúa dạy chúng ta rằng, không một người nào dưới đất này bạn có thể biết được cách Chúa hành động. Bởi vậy cho nên điều mà chúng ta muốn là đi theo sự hành động của Ngài, và bước vào sự hành động đó, đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Ngài nói rằng, có ai lấy lòng bàn tay mà đong nước biển không? Biển lớn như vậy mà có một kẻ nào lại ngồi lấy lòng bàn tay, không phải lấy thùng múc nhá, không phải lấy gầu tát nước ở quê Nam Hà, quê tôi nhá. Có những kẻ trong thi sĩ lấy gầu để múc ánh trăng. Nhưng lời Chúa nói rằng có những người nào lại dại lấy lòng bàn tay mà đong nước biển. Tiếp theo, có ai dùng găng tay mà đo các tầng trời? Tầng trời cao lắm. Nếu như vận tốc của ánh sáng, chúng ta cần phải 30 tỷ năm ánh sáng mới vào được đến trung tâm của vũ trụ, là các tầng trời một nửa thôi. Mất 30 tỷ năm ánh sáng. Thế mà có ai lại ngồi đo, lấy găng tay đo các tầng trời? Tiếp theo, ai dùng lấy đấu mà đong bụi trời? Mỗi một đong bụi đất. Chúng ta biết ở nhà mỗi lần mà vay gạo đó, có một nguyên tắc rằng cho người ta vay thì đong nhẹ nhẹ, còn đong của người ta đó, hay là giả nợ đó, giật thật, rúi thêm hai cái rúi mà nữa, đưa lên lắc 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 lắc, cho thêm cái ngọn, để làm sao cái bơ bò 3 cân 3, 3 lạng 3 đó nó thành ra 4 lạng. Lấy cái đó mà đong bụi đất. Không ai dùng cân để cân núi, dùng thăng bằng mà cân gò. Bởi vậy cho nên thần của Chúa rất là quan trọng. Tiếp theo câu 27: Vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường lối của tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ôi anh chị em ơi, nếu ai là kẻ muốn sự khôn ngoan thì hãy đến gần Đức Chúa Trời hơn. Việt Nam có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì giảng. Bạn hãy gần Chúa thì bạn khôn ngoan hơn. Kẻ mà xa Chúa càng mất khôn. Có nhiều kẻ họ nói rằng, tôi không tin ông trời, tôi chống lại ông trời. Bởi vậy Chúa nói rằng, những kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời, càng những kẻ gần với Đức Chúa Trời càng khôn ngoan hơn. Anh chị em nhìn thấy phép lạ vừa rồi, mười mấy người lên làm chứng rồi đúng không? Anh chị em nhìn thấy rồi đúng không ạ? Nó là phép lạ cho những người mà không hề biết Chúa hành động. Còn đối với chúng ta, nó cũng là phép lạ, nhưng mà nó đến từ một đấng quen. Đấng quen đó tạo dựng nên cả trời và đất này. Amen. Hãy để ý này, hãy để ý. Tôi có cái iPad, nhưng mà không dùng iPad để làm thí dụ. Nhìn này, thả ra cái này rơi xuống đất, vạn vật bị hút vào trái đất. Đây là định luật rơi tự do của vạn vật. Cái định luật này, khi Newton bị táo rơi vào đầu, sau đó mới sản sinh ra được lực vạn vật hấp dẫn này khi tìm ra. Trước khi có định luật này thì quả táo vẫn rơi xuống đất chứ không bay lên trời. Như vậy có nghĩa là các phát minh hay là những nhà khoa học, họ chỉ tìm tòi những cái đã có sẵn trong thiên nhiên, hiểu được quy luật hành động của nó, áp dụng cho cuộc đời của mình dễ thở hơn. Chứ nó không tạo ra được cái gì mới ở trong thế giới này. Amen anh chị em. Như vậy có nghĩa là khi người ta thấy rằng ở châu Phi táo cũng rơi,
ở châu Á táo cũng rơi xuống đất, ở châu Âu cũng rơi, ở châu Mỹ, châu Úc táo cũng rơi. Và một loạt những cái giống nhau như vậy đã khiến cho tìm hiểu nguyên tắc hành động của sự rơi đó và tìm ra được quy luật tự nhiên. Và quy luật tự nhiên đó cũng đến từ một đấng mà sự khôn ngoan của Ngài không dò được. Amen. Như vậy có nghĩa là nếu như bạn gặp đấng đó thì bạn hiểu rất nhiều những cái thuộc về quy luật tự nhiên. Nhưng vì Chúa là đấng siêu nhiên, cho nên không những chỉ tạo ra quy luật tự nhiên mà Ngài còn tạo ra cả quy luật siêu nhiên. Cái siêu nhiên mà không giải thích được đó mà phòng thí nghiệm phải bó tay đó đó. Khoa học tạm gọi nó là phép lạ. Như vậy phép lạ định nghĩa nó là sự hành động của một đấng tạo hóa trên những điều mà vượt xa khỏi quy luật tự nhiên. Khi bạn tin Chúa Giêsu, bạn bước vào một thế giới của siêu nhiên. Bạn vẫn sống trong thế giới tự nhiên. Mặc dù bạn ở trong siêu nhiên, nhưng ra đường phố trời tuyết rơi vẫn phải mặc áo ấm, bởi vì thân thể của bạn vẫn thuộc tự nhiên. Con của bạn vẫn thuộc thế giới tự nhiên, cho nên phải dạy nó, không thể nói rằng Chúa dạy. Amen anh chị em. Bởi vậy cho nên cảm ơn Chúa. Tất nhiên bạn dạy mà lại không nhờ Chúa, không dạy nổi đâu. Nhưng mà để Chúa dạy mà bạn không dạy cũng không dạy nổi đâu. Bởi vì Chúa không bao giờ làm thay cho bạn. Tôi có hai thằng con. Nhiệm vụ của tôi và vợ tôi làm đồ ăn để lên bàn. Còn nhiệm vụ của nó là phải và đút vào miệng. Tôi mà đút cho nó là đang giết nó đó anh chị em. Chúa không làm thay cho mỗi chúng ta. Cảm ơn Chúa vì chúng ta tin Chúa Giêsu không trở thành kỵ sĩ không đầu. Nếu bạn xem Đông Ký Sốt thì biết, có những bộ phim thấy kỵ sĩ phi ngựa không đầu, không biết đi đâu. Thấy ra trước khi tin Chúa chúng ta rất là năng động sáng tạo, làm vất vả, tức tả dậy sớm, có những sáng kiến hết, làm thử điều này, làm thử điều kia, không sợ thất bại. Nhưng khi tin Chúa Giêsu rồi thì bỗng nhiên chúng ta trở thành những người máy thụ động trong mọi sự. Cái gì cũng nhát, cái gì cũng sợ, và lẩm bẩm một câu để che cái sợ của mình. Đó là câu: nếu chú muốn con giàu thì sẽ giàu, không cần làm. Còn nếu chú không muốn con giàu, cố gắng cũng vô ích. Thành ra nằm im chờ sung. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: bạn còn cái đầu đấy. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu biết quy luật tự nhiên và hiểu quy luật siêu nhiên. Dù bạn, dù tôi là mục sư, hay là dù bạn là người yêu mến Chúa, nhưng vượt đèn đỏ hãy nhớ vẫn bị phạt đấy anh chị em. Chứ không phải nói rằng tôi là con cái Chúa siêu nhiên và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao con vượt như vậy mà đèn vẫn chụp con được nhỉ? Đáng nhẽ phải là vô hình chứ. Chúa nói rằng: ok, ta sẽ giúp con. Khi bạn ngồi ăn không thấy đồ ăn ra, bạn nói rằng: tại sao không thấy đồ ăn? Và bạn nói rằng: vì mình siêu nhiên. Thành ra không ăn. Em cũng chuẩn bị món ăn siêu nhiên. Amen. Hallelujah. Phân biệt được. Tiếp theo: người không biết sao, không nghe sao, Đức Chúa Trời hàng sống là Đức Giê-hô-va đứng dựng lên đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Oh hallelujah. Con chim ưng, tuổi của nó rất là ngắn. Thế ra khi nó đến một cái mức độ tuổi nào đó rồi thì bắt đầu chim ưng mỏ của nó dài ra nhiều hơn, nó quặm trở lại, cái mỏ nó quặm lại, nó không thể đi bắt mồi được, lông của nó khó cất cánh hơn, những móng vuốt của nó quặm lại, không nắm bắt được cái gì cả. Và nếu chim ưng mà không thay đổi thì chim ưng chắc sẽ chết đói và chết già. Nó sẽ giống như chiếc xe đã nát bướp rồi, hay là cũ rích như ông vừa rồi nói vậy. Và chim ưng nằm suy nghĩ, nó bảo: chả nhẽ mình chết già như vậy sao?
nó mới quyết định bắt buộc nhìn vào vầng đá ở nơi sát tổ của nó. Nó đập mạnh mỏ của nó vào vầng đá đó lần đầu, nó long hết cả óc. Mà cái mỏ quặp xuống như vậy vẫn nằm tại một chỗ. Nó mổ tiếp, nó mổ tiếp, nó mổ tiếp. Đầu của nó choáng váng vì những cú đập vào đá như vậy, nó là tự đấy. Mấy đứa con và bạn bè của nó nói rằng: "Chị Chi Mừng ơi, tự sát à?" Nó bảo: "Không, tôi đang tìm con đường sống, đang chết dần. Chi Mừng đang chết dần. Anh chị em ơi, người ta định nghĩa chết không đáng sợ bằng chết dần dần. Biết bao nhiêu những con người đang chết dần dần tại Berlin này. Chết dần dần đáng sợ hơn là chết. Cái chết đột tử, cái chết tai nạn không đáng sợ bằng chết dần dần." Chim đại bàng đập mạnh hơn có thể vài ba chục nhát như vậy. Cuối cùng nó nghe đến gục, cái mỏ của nó gãy, máu bè bét, nó choáng váng và ngất xỉu. Nó nằm như vậy mất mấy ngày trời bất tỉnh. Và sau đó nhờ sương sớm và nắng mưa nó tỉnh dậy. Sau những ngày nằm bất tỉnh đó, bắt đầu một cái mỏ mới mọc dần ra. Nó tiếp tục nhịn đói thêm mấy chục ngày nữa. Mỏ mới mọc ra, cứng dần, cứng dần. Nó dùng cái mỏ mới đó bắt đầu nhìn xuống dưới móng vuốt của nó. Nó dùng cái mỏ ngoạm móng vuốt giật, cắn giật. Có những lần như vậy mỏ nó đau đớn, nó giật bằng được, nó giật bằng được những cái mỏ cũ kia. Nó bẻ gãy móng vuốt của nó. Lại một công đoạn đau đớn nữa. Bạn bè nó, những con chim khác không hiểu tại sao mày lại làm như vậy. Đại bàng nói rằng: "Tao không muốn chết dần dần." Sau khi móng vuốt vứt hết tất cả, máu mày lại chảy tiếp, nó lại nằm bất tỉnh. Được thêm một thời gian nữa, nó lại hồi tỉnh. Công đoạn chưa dừng lại, nó dùng móng bắt đầu mọc ra mới, mỏ mới đã có sẵn, bắt đầu nhổ lông. Nó nhổ toàn bộ những lông ống, lông cánh, lông mao. Nó bứt tất cả những gì mà còn vương vân trên thân thể của nó. Máu me chảy từ đầu, từ chân, và bây giờ lại tiếp tục chảy trên thân thể đau đớn và trần trụi của nó. Nó lại nằm bất tỉnh. Sau mấy chục ngày, đại bàng lại tỉnh dậy. Lúc này nó nằm ngủ lâu hơn lần thứ ba. Lông bắt đầu mọc ra rồi khi nó nằm ngủ. Đại bàng thức tỉnh dậy. Móng mới, mỏ mới, lông ống, lông cánh, lông mao mới. Nó hít căng lông ngực cảm tạ đấng tạo hóa. Nó bung đôi cánh của mình, bắt đầu tập bay trên đôi chân mới, trên mỏ mới của mình. Và khi nó đập như vậy, viên đá nằm ở giữa hai mắt của nó, mà tách mắt nó rộng hơn bây giờ. Mất viên đá đó, mắt nó trở lại vị trí như lúc ban đầu. Tiêu cự của nó được nhìn xa hơn, nhìn rõ hơn như con mồi. Và đại bàng quay trở lại nhìn đống lông, mỏ và móng rơi lại, nói rằng: "Vĩnh biệt quá khứ đau khổ, tôi bay hướng tới chân trời tự do." Hỡi những con chim đại bàng, lời Chúa dạy chúng ta nhờ cậy Đức Giê-hô-va sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim mừng, không phải bay sức cũ nữa mà bay sức mới. Bạn sẽ được thay đổi. Đại bàng đã qua một quá trình tái sinh, nó sống thêm được một quãng đời như nó đã sống nữa. Còn tôi và bạn, khi vào ngày, khi húc đầu vào tảng đá, khi bạn trần trụi mình, bạn thay đổi. Bạn ơi, bạn sẽ mặc một cái áo khác, áo từ ngày. Bạn sẽ cất cánh bay mạnh hơn quá khứ vừa rồi của bạn. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: "Hỡi những con chim đại bàng, hãy cất cánh bay trong sức mới ngày hôm nay." Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
dù sao thì cũng nên đọc một vài câu kinh thánh. Nha, anh chị em thấy nâng cấp chưa? Cầm iPad mà không hề lét bét. Ok, lời của tôi hôm nay chuẩn bị chia sẻ đó là lời lành, giúp ơn và ích lợi cho kẻ khác. Nếu như không có đủ thời gian phân tích kỹ càng thì ít ra lời cũng được công bố. Tôi đơn giản có thể liệt kê ra những câu kinh thánh đã chuẩn bị. Chúng ta biết trên đất này có ba chứng luôn làm việc song song đồng thời với nhau: Thánh Linh, lời và huyết Chúa Giêsu. Sứ đồ Giăng nói rằng Thánh Linh, lời và huyết Chúa Giêsu luôn hành động. Nếu không bởi Thánh Linh thì huyết Chúa Giêsu vô nghĩa đối với chúng ta, thì lời cũng vô nghĩa, đọc mà không hiểu gì hết. Bạn và tôi đã từng như vậy, đọc kinh thánh 2 năm trời tôi không hiểu nổi và quẳng nó xuống gầm giường. Bao nhiêu những vị giáo sư họ đọc kinh thánh nếu không bởi Chúa tỏ thì họ không hiểu gì hết. Amen. Mà anh cần đứng dậy một chút nào cho mọi người nhìn thấy dung nhan vừa mới đi phép Việt Nam về, quay xuống cho mọi người, hãy vỗ tay cảm ơn Chúa vì đẹp trai. Nha. Ông Cần này, một người quét rác ở ngoài đường có thể hiểu được ông, nhưng chưa chắc một vị tiến sĩ, giáo sư hay thủ tướng Đức có thể hiểu được ông Cần. Bởi vì nếu ông im miệng, không thèm nói cho ai biết về ông, tôi đố người nào có thể hiểu được ông Cần đấy. Mọi người hiểu không ạ? Bạn không thể khinh bỉ một con người mà có thể hiểu được người đó. Bạn có thể biết được về người đó qua vợ, qua bố mẹ kể về người đó, nhưng mà sai nhiều lắm. Nếu bạn muốn biết về con người này, hãy tôn trọng, hãy yêu, và chính ông Cần sẽ mở miệng nói cho bạn biết về ông. Ông Cần tỏ, ông Cần là chính xác nhất. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Và lời kinh thánh cũng y chang như vậy. Kẻ vô học nhưng yêu mến tác giả của Thánh Kinh là Đức Thánh Linh. Kẻ ít học, kể cả đó là thủ tướng, mà thủ tướng Đức vừa rồi đến giảng một bài giảng trong một đại hội cho các mục sư và những nhà chính trị ở miền Nam nước Đức. Khi giảng xong một bài giảng, chủ đề là kinh thánh là sợi chỉ đỏ để dẫn chúng ta đi trong cuộc đời này. Kết thúc bài giảng có một người giơ tay nói: tôi có một câu hỏi thưa nữ thủ tướng. Bà nói rằng ở trong hội thánh này đừng gọi tôi là thủ tướng, ở đây chỉ có tên của bà. Bà nói tên của bà, tôi không dám nói vì là nó bị sai tiếng Đức. Mecker, và vợ tôi sửa mãi mà chưa ăn thua. Mecker hay là Mecker. Bà nói rằng ở đây chỉ có người chị em Mecker thôi. Chứ không có thủ tướng ở đây. Khi bạn yêu và tôn trọng Thánh Kinh, Chúa sẽ tỏ cho bạn. Thời gian Đức Thánh Linh sẽ hành động, làm cho lời sống, làm cho huyết sống. Và nếu như không có lời thì Thánh Linh cũng không hành động, và huyết không hành động được. Nếu không bởi huyết thì lời cũng vô tác dụng, và Thánh Linh không thể hành động được nếu thiếu huyết của Chúa Giêsu đi trước. Amen. Hội thánh chúng ta đã được nghe gần 10 bài giảng về Đức Thánh Linh, nhiều bài giảng về huyết Chúa Giêsu rồi. Ngày hôm nay hãy nghe lời của Ngài công bố này. Câu kinh thánh Châm Ngôn 18 câu 19-21. Lời Chúa nói rằng: một người anh em bị mất lòng lấy làm khó được lòng lại hơn chiếm thủ một cái thành kiên cố. Sự tranh giành giường ấy khác nào những chốt cửa đền. Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình, huệ lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ. Sống chết ở nơi quyền của cái lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Kinh hoàng không? Kinh hoàng không anh chị em? Hỡi con cái Chúa ngồi tại đây, hãy nhìn tôi này. Vất vả, tay của chúng ta làm, chân của chúng ta bước chạy, vai vác nặng, mồ hôi, nước mắt, máu chảy nữa. Nhưng bạn có biết được rằng bao nhiêu công khổ của bạn nó lại bị ăn cắp chỉ có qua một con đường thôi. Bạn mang tài sản tới, bạn kết bạn vất vả, nhưng nó có thể bị đánh mất chỉ qua một con đường, đó là cái miệng của bạn. Chúng ta tích cóp của cải vật chất bằng tay, bằng chân, bằng sức lực, mồ hôi, nước mắt, cả máu. Thế mà đánh mất nó chỉ bởi một lời nói ra, mất sạch sành xanh. Bật lại câu kinh thánh ở trên: trước mặt Đức Chúa Trời tôi nài xin những con cái Chúa tại đây, hội thánh chúng ta sẽ tới ngàn người, nhưng chúng ta không thể dùng lưỡi của mình để giết nhau được. Một lời nói không suy nghĩ, một lời nói vô tội vạ,
Bạn có thể hủy phá bao nhiêu công khó và huyết của Ngài trên thập tự giá vì linh hồn con người đó. Hãy suy nghĩ trước anh chị em. Một người phụ nữ tại Nga đến gặp tôi cùng vợ, nói rằng: mục sư ơi, tôi tính nóng lắm, phải làm sao để thay đổi tính nết của tôi? Mỗi lần tôi nóng tôi bực bội, sau đó hối hận. Tôi nói: chị ơi, về kiếm một cái thớt to, mỗi lần chị giận dỗi nóng ai, đóng một cái đinh vào đó. Và hàng tuần đến gặp tôi ngày chủ nhật báo cáo bao nhiêu cái đinh rồi. Và khi nào, một ngày nào chị không đóng một cái đinh nào vào cái thớt đó, hãy gọi điện báo cho tôi biết. Kết quả hôm nay không có một cái đinh nào đóng vào thớt. Tôi sẽ bày tiếp cho chị. Hàng tuần chị báo đinh. Tôi nghĩ chắc là chi chít rồi, vì tôi cũng không cộng làm gì cho nó mệt. Rồi đến một ngày con người đó, bây giờ vẫn liên lạc với tôi qua Facebook, nói rằng: hôm nay 2 ngày rồi tôi không đóng một cái đinh nào vào thớt. Như vậy 2 ngày rồi chưa giận một ai. Thành công. Kẻ mà nhát ấy, thì không hiểu được thành công của con người này. Và sau đó tôi hướng dẫn tiếp: chị, mỗi một lần chị không nóng giận, mà đáng phải nóng giận mà không nóng giận, hãy rút một cái đinh ra. Và cứ như vậy con người đó rút. Tôi không biết, quên bẵng đi. Cho tới ngày chị nói rằng: mục sư ơi, tôi đã nhổ hết đinh rồi. Tôi bảo: chị mang cái thớt đến cho tôi. Chị mang cái thớt đến hội thánh. Tôi bảo: cảm ơn Chúa. Đấy, không biết bao nhiêu tuần chị mới nhổ hết được lần này. Nhưng mà chị nhìn xem, lỗ nó còn ở trên thớt đó chị. Bạn có thể nhổ được cái đinh nó ra, nhưng vết sẹo vẫn còn trên con người mà bạn đã đóng đinh, không nguyên vẹn được. Amen. Amen anh chị em. Hãy quay sang người lân cận nói: cẩn thận lắm anh chị em. Phải cẩn thận. Cẩn thận nhiều hơn tiếng nói của mình. Hallelujah. Yeah. Quay trở lại câu Kinh Thánh. Một anh chị em mếch lòng, lấy làm khó được lòng lại hơn chiếm thủ một cái thành kiên cố. Kinh không? Chiếm thành, nếu bạn xem phim Con Ngựa Thành Troa thì bạn biết rằng chiếm được cái thành nó cực kỳ khó. Khó lắm, và cuối cùng bao nhiêu đế quốc đó phải đầu hàng để rút quân khỏi cái thành đó. Nhưng mà làm mếch lòng người anh em tấn công để chiếm lại lòng như cũ khó lắm. Sự tranh giành giường ấy khác nào chốt cửa đền. Một bản dịch khác nói rằng: lấy lại lòng của một người đã bị mếch lòng thật khó hơn chiếm một cái thành kiên cố. Sự xích mích giữa đôi bên giống như những song sắt cản trở ở cổng lâu đài. Cửa của bạn nếu mà đóng thanh sắt vào như vậy, khó vào được lắm. Thật ra hỡi anh chị em, con cái Chúa, lắng nghe tôi nói này, nhìn vào tôi này. Nói thật nhé, sống trong thế gian này khó tránh được mếch lòng lắm. Ngay cả bạn nhìn thấy tôi như vậy, thấy cười cười tươi tươi như vậy thôi, nhưng có thể làm bạn mếch lòng đấy. Đi ngang qua đang lo nghĩ thằng con nó chạy đâu mà không thể tìm nó 2 tiếng rồi. Bạn chào, tôi đâu có nghe. Có thể làm bạn thương tổn. Trưởng lão Lê Hoàng Vượng đi truyền giảng, bạn đuổi theo gọi, ông không chịu nghe, nhảy lên xe bus chạy. Có thể làm bạn mếch lòng. Nhưng bạn ơi, hãy khoan khoan chậm dần, mau nghe. Chậm dần, chậm nóng, hãy hỏi cho bằng được nguyên nhân, rồi sau đó bạn giận sau, đâu có muộn. Hỏi ông Vượng: tại sao tôi gọi ông mà ông lại chạy như vậy? Ông Vượng nói: ô thế à, tôi đâu có nghe. Truyền giảng Đồng Xuân phải gấp không bị muộn. Và ông còn nói thêm câu nữa: anh ơi, ông điếc tai, quên đeo tai nghe. Ô thế à, thế mà tôi giận ông 1 tuần rồi, mất ăn mất ngủ 5 ngày không ngủ vì ông khinh tôi. Tội nghiệp không ạ? Hãy quay sang người lân cận, đừng để mình tự tội nghiệp như vậy nữa. Và như vậy, ở trong thế gian này khó mà tránh được sự vấp phạm. Vừa rồi tôi có chia sẻ trong một cái bài viết của tôi, tôi nói rằng: anh chị em ơi, cuộc đời này sẽ đánh bóng bạn hoặc hủy diệt bạn, phụ thuộc vào chất liệu của bạn làm ra từ cái gì. Nếu nó là vàng và kim cương, mưa gió
sẽ càng cho bạn bóng hơn, đẹp hơn, chiếu sáng hơn. Còn nếu chất liệu của tôi và bạn làm từ sắt gì, từ tôn, từ đất sét, thì hỡi ôi, một cơn gió, một cơn mưa có thể cho nó đổi màu rồi. Hãy quay sang người lân cận, chúng ta là vàng và bạc quý báu của Đức Chúa Trời. Hãy tha thứ lẫn cho nhau, anh chị em ơi, hãy tha thứ lẫn cho nhau. Tôi giảng một bài giảng vừa rồi trong kỳ trại đông vừa rồi đó, một câu nói của vợ tôi chỉ đơn giản là cô kém tiếng Việt. Từ đánh đá cô nhầm dành thành đảm, đảm đang, cô nhầm thành đánh đá. Tôi lắc đầu nói rằng em đâu có đánh đá. Cô buồn cả một ngày, nhưng khi ngồi nói chuyện tương giao với nhau thì tôi mới giải thích cho cô rằng em ơi Thúy Tiên, cái từ đó anh phải hỏi anh rằng là anh có thấy em đảm đang không chứ? Đánh đá nó là một nghĩa khác. Mọi người hiểu không? Cũng một câu nói thôi, nhưng nếu bạn hiểu được bản chất của người đó yêu bạn, gặp gỡ trò chuyện giải nghĩa ra, thì bạn yêu người đó nhiều hơn. Tôi yêu vợ tôi lắm, tôi bảo em ạ, câu này anh không biết để mà dạy em, ai dạy em từ đảm đang đánh đá, người Việt Nam có thể khó hiểu được á, chứ không chỉ là em mới học được ngày hôm qua. Đảm đang và đánh đá, rất tiếc là tiếng Việt mình quá là phong phú, hai từ đều là đờ hết. Thật ra nếu mà chúng ta không ngồi giải quyết với nhau thì mấy cái từ đờ đó làm cho vợ chồng mình sẽ đờ. Thật ra hãy giúp nhau, amen. Quay sang người lân cận nói, hãy nhân từ với nhau đi, hãy yêu nhau đi. Tôi khuyên anh chị em kết thúc buổi nhóm này, cứ người nào mình thấy ghét cứ lao tới trong danh Jesus Christ yêu. Bạn ơi khó lắm. Trong hội thánh bên Nga hồi đó tôi làm mục sư được một vài năm, có một cậu, cậu tin Chúa, cậu có một cái nốt ruồi to chỗ này. Toàn nếu nghe bài giảng đang nói về Toàn đó, dù ở Công Tum đang nghiện ngập si ke ma túy, nhưng hãy quay trở lại với Chúa Giêsu. Mục sư không quên em đâu. Và thời gian đầu tiên đến tin Chúa được hai ba tháng đầu, nửa năm, nó đáng yêu làm sao chứ. Nói cái gì nó nghe, cái gì nó cũng giơ tay, cái gì nó cũng làm hay lắm. Nhưng được khoảng gần một năm, bắt đầu nó lòi ra cái tính thật của nó. Amen anh chị em. Người Việt Nam có câu nói, thương nhau lắm thì cắn nhau đau, là như vậy đó. Mới quen nhau đầu ai cũng khoe cái hay, cái tuyệt vời, nhưng mà sống với nhau đó lâu mới biết được. Và bạn ơi, cậu đó không phải là kẻ nói dối nhá, nó không hề có ý nói dối tôi, nhưng thế gian mà, gian như thế mà, nó ở trong máu rồi. Thật ra lúc đầu tiên chẳng nhẽ tôi đến và xin chào anh Cần, mới làm quen tôi là thằng ăn trộm tôi, thằng ăn cắp tôi, là thằng hút thuốc tôi, là nghiện ngập, thế còn cái mặt mũi nào để mà làm quen nhau nữa. Nhưng mình cần phải xác định rằng bao giờ cũng có một giai đoạn đầu tiên làm quen. Và chắc chắn đừng có thần tượng hóa con người đó, để sau này bạn lại đổ tội cho người đó là lừa dối. Không, nó đâu có lừa dối đâu. Phải có thời gian thì mới hiểu được người khác. Thời gian sau nó mới bộc lộ ra. Bộc lộ mà sao mà chưa thấy cái thằng nào quái quăm như cái thằng này. Cái dáng đậm béo của nó bây giờ thấy ghét. Cái nốt ruồi của nó chỗ này thấy nốt ruồi muốn đấm rồi. Và tôi mà càng suy nghĩ về nó bực thì nó càng thấy nó bực hơn. Cầu nguyện với Chúa một lần, Chúa nói với tôi rằng, con ạ, yêu không phải là cảm xúc, yêu là quyết định. Nếu con quyết định yêu ai, sau đó cảm xúc yêu sẽ đi theo. Hỡi những người nam ngồi tại đây, bạn đã từng đi S-Bahn, U-Bahn, thấy nhiều cô gái, người Đức thật là đẹp đúng không? Có mình tôi giơ tay à? Cảm ơn Chúa rằng xung quanh không phải là người què cụt, đuôi mù, đẹp đấy. Nhưng hãy lắng nghe này, cô gái đẹp đó đi ngang qua bạn, 5 giây sau bạn không còn nhớ nữa, bởi vì bạn đâu có quyết định gì đâu, bạn không hề có cảm xúc. Tình yêu nó là quyết định, sau đó cảm xúc mới đến theo. Và Chúa nói tôi rằng,
Hùng, hãy yêu kẻ lân cận, và ngài từ lân cận đó thay bằng tên của thằng kia. Tôi bảo amen, con yêu nó, con yêu nó. Chú nói rằng không phải chỉ ở trong phòng chủ nhật nhóm xong hãy ôm nó và nói Toàn, mục sư yêu em. Tôi phải vượt qua bản thân. Bạn nếu hiểu được nó làm cái gì đau đớn cho tôi thì mới hiểu được. Tôi ôm nó này, nó thẳng đuốn như vậy. Tôi ôm nó và nói Toàn, mục sư yêu em, giống như ôm cột điện. Nhưng bạn ơi, lần thứ hai, lần thứ ba, tình yêu đó có sức nóng làm cho tan miếng mỡ hay là miếng bơ đang phủ bên ngoài một con người. Nó đã bị đâm thấu vào lòng, và mối quan hệ của tôi với nó được thay đổi. Bạn ơi, hãy sử dụng từ tôi yêu bạn nhiều hơn. Amen. Nhưng mà đừng có khác giới mà nói là có mặt ông chồng hay ghen bên cạnh nhé. 2 giờ đêm bạn gọi điện thoại là Hồng Hoa Lan Phượng ơi, anh yêu em, là rồi nguy hiểm rồi. Amen. Ok, quay trở lại câu 20. Một người sẽ được no nê bông trái của miệng mình, huê lời môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ. Câu 21. Sống chết ở nơi quyền của cái lưỡi, kẻ ái mộ hay là yêu nó sẽ ăn bông trái của nó. Bài giảng này tôi sẽ giảng sau, nhưng tôi muốn nói rằng cái lưỡi này, đó là một quan thể đặc biệt lắm. Mỏng, mềm, nhỏ, kín mà lại hở. Rất là kín, móng tay của bạn thò ra. Nhưng mà có ai làm sửa lưỡi đâu. Họ sửa móng tay, sửa tóc. Tôi thì không cần sửa tóc nữa rồi. Nhưng mà có nhiều người là nails hay là nails hay là American nail. Vuốt móng, sửa móng. Nhưng mà có ai biết rằng là công ty sửa lưỡi. Cứ ai vào thẻ lưỡi ra đầu ngồi phết phết phết. Thế mà nó lại quan trọng như vậy đó. Lời Chúa nói rằng một con tàu to như vậy sóng đập bên này đập bên kia, tàu vẫn theo hướng. Titanic nói rằng thắng tiên, nhưng tới khi nhìn thấy núi băng ngầm chảy, chỉ cần bẻ cái bánh lái một chút thôi, con tàu sang bên phải, sang bên trái. Cái bánh lái của con tàu đó là cái lưỡi của cuộc đời bạn đó. Chỉ cần bạn lái lưỡi bên này là bạn đi sang bên này, lưỡi sang bên này là đi sang bên này. Miền Bắc và miền Nam Việt Nam, kết quả cuối cùng là bởi cái lưỡi đó. Mọi người hiểu không? Bài hát của Trịnh Công Sơn, nhạc tiền chiến, nếu mai anh chết em có buồn không. Lính mà ra trận viết thư cho người yêu mà hát ra giả như vậy thì những thằng mà nó chưa đi lính nó trốn hết. Mọi người hiểu không? Trong khi đó ông Vượng hành quân từ Xuân Tây, vừa đi vừa hành quân tuổi 17, cắn tay viết lấy máu cho tôi vào đi bê, hát hầm hố tin về Sài Gòn nó ta quen sạch giặc thù. Tất nhiên tới đường 95 Lào tôi bắt đầu khóc, bắt đầu trẻ con ngồi đi đâu bây giờ. Nhưng bạn ơi, lưỡi của bạn thay đổi cuộc đời của bạn. Cho nên bạn toàn nói điều tiêu cực, mở mắt ra ôi đau quá, ôi mệt quá, ôi tần ngày nay ngày hạn, ôi đuổi rồi đuổi rồi đuổi rồi. Còn bây giờ bạn mở mắt ra nói xin chào Đức Chúa Trời toàn năng của con cảm ơn Chúa, một ngày tuyệt vời, một ngày hay quá, một ngày đầy ơn phước của Chúa, bạn bè con đến xin giúp con cái con được thông minh học giỏi, vợ con càng ngày càng xinh hơn, con càng ngày càng tuyệt vời. Amen, amen anh chị em. Thôi hãy chân thành với nhau đi. Bạn nói lẩm bẩm cho bản thân suốt rồi mà. Nếu mà không soi gương và không yêu cái mặt của bạn, làm sao bạn tồn tại đến ngày hôm nay được? Hay quay sang người lân cận nói rằng đẹp thật đấy chứ. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy. Trước đây chúng ta tuyên xưng tiêu cực, số phận tử vi là chúa của đời sống chúng ta. Còn một vài tuần nữa cả châu Á sẽ đón 5 con ngựa. Bỏ con tỷ để nhảy vào con ngựa. Có người ta hỏi tôi, mục sư sinh năm bao nhiêu? Ông hỏi rằng mục sư cầm tinh con gì? Tôi bảo tôi sinh năm 70. Họ nói như vậy là chó.
Tôi bảo xin lỗi, tôi không phải là chó. Đúng, canh chó. Tôi bảo không có canh chó ở đây hết. Không có canh tuất, canh chó gì hết. Tôi sinh năm 1970. Trước 1975 có một đấng sinh ra, Giáng sinh. Cuộc đời tôi thuộc về Ngài. Tôi đi theo Đức Thánh Linh, không cầm tinh con vật. Cầm tinh có nghĩa là được cái linh con đó dẫn dắt. Bạn và tôi không có con vật nào dẫn dắt chúng ta. Amen. Hãy loại bỏ những con vật đó dẫn dắt cuộc đời của bạn. Nếu mà chó dẫn dắt bạn, bạn biết nó dẫn bạn đến chỗ nào rồi. Cái đó nhỏ lắm, mà nằm ở một góc kín. Nó không hiểu tại sao lại tìm được cái cục đó. Bởi vậy cho nên Chúa Giêsu là đấng dẫn bạn tới miếng nước bình tĩnh. Amen. Hãy quay sang người bên cạnh nói rằng Chúa dẫn chúng ta. Lời Kinh Thánh vừa dạy chúng ta sống chết nằm ở quyền của cái lưỡi. Bạn xưng ra miệng cái gì thì điều đó sẽ thuộc về bạn. Bạn có nói rằng mục sư ơi, tôi muốn thay đổi cuộc đời của tôi. Nếu bạn mong muốn được tiếp nhận Giêsu là cứu Chúa đời sống của mình, miệng của bạn xưng Giêsu là Chúa của con. Điều mà tôi đã làm 22 năm trước. Bạn ơi, một kẻ đang nói lắp, đã từng nói lắp bẩm sinh và nói ngọng đứng trước mặt bạn. Đến năm 27 tuổi tôi mới được chữa lành toàn bộ bệnh nói lắp. Bạn đừng khen những gì bạn vừa được nghe. Chúa đang trang bị cho bạn. Tôi là kẻ nói lắp và nói ngọng. Chúa thay đổi cuộc đời của tôi. Bạn nói rằng mục sư ơi, tôi rất là muốn thay đổi cuộc đời, phải làm sao? Tôi muốn sống và thay đổi cái lưới của mình. Có thể đứng tại chỗ của bạn. Bạn giơ cánh tay của mình lên. Tôi rất muốn giúp bạn. Nếu chưa một lần nào bạn xưng Giêsu là Chúa của đời bạn, thì ngày hôm nay là cơ hội dành cho bạn. Nếu chưa xưng, hãy giơ cánh tay của mình lên. Cảm ơn Chúa. Còn ai nữa không? Hai người. Còn ai nữa không? Cảm ơn Chúa. Hãy vỗ tay động viên hai con người này. Ba người. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin mời bạn, xin mời chị lên phía trên này được không? Hãy vỗ tay nào. Những thân hữu mà mang đưa họ tới đây, có ai lên cùng? Này, con mấy tuổi rồi? Hả? Con mấy tuổi? Chào chị. Xin chào. Xin chào người anh em. Đến đây lần đầu. Thì những điều gì được nghe ngày hôm nay thấy đặc biệt quá đúng không? Tôi nhìn thấy bạn ngồi gật đầu nhiều lắm. Bạn ơi, ngày xưa tôi không hiểu nhiều lắm. Có một đấng sẽ giúp bạn nhiều lắm. Chúa sẽ sử dụng cuộc đời của chúng ta. Nào, bây giờ hãy cùng nhau cúi đầu nhắm mắt lại nào. Tôi sẽ cầu nguyện trước, mỗi chúng ta sẽ cầu nguyện theo tôi sau nào. Kính lạy Chúa Giêsu, hãy nhắc tới lời cầu nguyện của tôi nào. Kính lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay con tin Ngài đã chết thay tội cho con và đã sống lại. Chúa Giêsu ơi, con mời Ngài bước vào cuộc sống con, làm chủ, làm Chúa của con. Ngày hôm nay con thuộc về Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cha ơi, con cầu nguyện cho ba anh chị em cho con tại đây, sự ban phước của Ngài trên họ. Hãy giúp họ hiểu về Ngài nhiều hơn. Khi họ cầu nguyện, Chúa nhậm lời, trả lời họ. Hãy thay đổi toàn bộ cuộc đời của họ và đưa họ, qua họ nhiều người khác biết tên danh của Ngài. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Chúa Giêsu. Hallelujah. Có thể quay mặt xuống nhìn thấy hội thánh, đây là gia đình của anh chị em. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa. Hãy lên chúc mừng, bắt tay họ, bắt tay họ. Cuối buổi xin mời ra ngồi bàn để ngồi làm quen với nhau nhiều hơn. Hãy vỗ tay to hơn. Amen. Hallelujah. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.